Mến chào cô chú anh chị, các bạn và các em gần xa. Ngày mới mình thân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và hạnh phúc mỗi ngày. Hôm nay mời cả nhà cùng với gia đình mình trải nghiệm đi núi nha. Từ trên đỉnh núi xuống đất liền, rất là ngoạn mục. Hôm nay mình đi chùa Đức Quyên Tịnh Uyển ở thành phố Lhotse Rato. Chúng ta tham quan đoạn đường trên núi xong rồi về ghé tham quan hội chợ. Hội chợ này của người Việt Nam mình tổ chức. Hôm nay có rất là nhiều món ngon, hương vị quê nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng đồng hành và xem video vui vẻ nha. Cả nhà ơi, đây là đoạn đường bắt đầu xuống dốc nè. Rất là ngoạn mục. Đường thì hẹp, hai chiều. Mà dốc thì rất là thấp. Con gái mình nó lái nhưng mà cũng hơi lo lắng nữa đó. Và đây là lần đầu tiên con gái mình nó lái đường trên núi. Cho nên hôm nay đi cũng hồi hộp. Đường lên thì cũng dễ, nhưng mà đường về thì khó vì dốc quá thấp mà lại hẹp đó.
rồi bây giờ mình xuống đến đây là đã an tâm rồi, ở gần đất liền rồi. Còn một đoạn đường ngắn nữa là sắp đến nơi hội chợ. Bây giờ chúng ta đã đến khu hội chợ, mời cả nhà tham quan một vòng và thưởng thức món ăn Việt nha.
Cả nhà ơi, video mình xin tạm dừng nơi đây và cũng không quên nói lời cảm ơn đến cả nhà luôn yêu thương xem video ủng hộ. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video sau.